Vậy là chúng ta đã kết thúc cái phiên giao dịch cuối cùng của tuần này cũng là cái phiên giao dịch cuối cùng của năm 2022 đối với thị trường Forex và các cái thị trường tài chính như vàng và các cặp chỉ số tiền tệ. Và trong những cái ngày này thì hiện tại là chỉ còn mỗi thị trường crypto là chúng ta sẽ vẫn tiếp tục tập trung để giao dịch trong những cái ngày nghỉ lễ này. Thì sau những cái cây quét lên hai chiều ở ngày hôm qua thì cái ngày hôm nay là một ngày cuối cùng để chuẩn bị khép lại cây nến tháng 12 thì diễn biến giá của thị trường và diễn biến giá của bitcoin nó sẽ như thế nào mời tất cả anh em hãy cùng mình theo dõi và trước khi chúng ta tiếp tục nội dung chính của ngày hôm nay, nếu các bạn là trader mới trên thị trường hoặc các bạn đang cần tìm một nơi để cập nhật thêm những tin tức, những tín hiệu, kế hoạch giao dịch ngắn hạn và dài hạn về Bitcoin, oncoin ở thị trường crypto hoặc thị trường forex như vàng, dầu, những cặp chỉ số thì các bạn hãy tham gia nhóm Telegram Farm Trading với mình để cùng giao lưu và chia sẻ. Đây là nhóm hoàn toàn miễn phí và để tham gia thì các bạn vào trong phần mô tả ở dưới bất kỳ video nào của mình, kéo xuống phần phía dưới các bạn bấm vào đường link này. T.me/FarmTradingChannel bên cạnh đó các bạn muốn quan tâm đến các kênh có nhiều kèo tín hiệu với chất lượng cao hơn thì các bạn có thể bấm vào hai đường link này để vào kênh Forex miễn phí và kênh VIP crypto anh hey, em đừng quên bấm đăng ký kênh YouTube của Farm Trading ở đây và ấn vào hình chuông thông báo tất cả này để mỗi khi mình ra video mới mọi người sẽ nhận được thông báo ngay mà không bị bỏ sót và để tiếp tục thì chúng ta hãy đến với những nội dung chính của video ngày hôm nay Hello anh hey, em Farm Trading xin chào tất cả mọi người ngày mới và đây là video cuối cùng của Farm Trading cho cái năm 2022 này. Hôm nay là là ngày 31 tháng 12 là ngày cuối cùng để chúng ta khép lại một cái năm 2022. Và chuẩn bị là sau cái video này ngày mai chúng ta sẽ uh, chào mừng một cái năm mới là năm 2023. Thì uh, trước khi cái video ngày hôm nay chúng ta bắt đầu thì mình cũng chúc cho anh em có một cái ngày cuối năm. Để chúng ta hãy tất toán hoàn thiện tất cả những cái công việc nào còn đang dang dở để chúng ta chuẩn bị chào đón cho một cái năm mới tiếp theo, một cái năm mới nó sẽ khởi sắc hơn, thành công hơn. Quay trở lại với tình hình thị trường của uh, chúng ta thì uh, ngày hôm qua uh, thị trường Forex nó đã giao dịch vào cái phiên cuối cùng của tháng 12 vừa rồi, cũng là cái phiên cuối cùng để đóng lại cái năm 2022. Và hiện tại thì trong cái những cái ngày này thì như anh em đã biết là chỉ còn duy nhất mỗi thị trường crypto của chúng ta là thị trường giao dịch không có nghỉ bất kỳ một cái giờ phút nào. 24 trên 24 giờ Thì những cái ngày này là còn một vài tiếng nữa thì để kết thúc lại cái thị trường crypto cho năm 2022 và cũng là cái thời điểm mà đóng lại cái khung nến tháng này. Thì như mình đã cảnh báo cho tất cả anh em trong channel Telegram vào ngày hôm qua. Và ngay ở trong cái video nhận định ngày hôm qua mình cũng đã báo là những cái thời điểm cuối năm như thế này thì thông thường giá nó sẽ có những cái sự biến động rất là cao tại vì nó sẽ rơi vào cái vùng tranh chấp của những phe mua phe bán và những cái lực lượng đang nắm giữ cái lượng hàng lớn. Tại vì gần đến cái thời điểm kết thúc đóng nến là cái thời điểm mà cái tài sản của họ sẽ bị là tính cái giá uh, đóng phiên. thành ra là nó sẽ xảy ra những cái vùng tranh chấp rất là mạnh mẽ. Thì như anh em cũng đã thấy là ngày hôm qua giá của chúng ta nó đã uh, có một cái pha rớt về khu vực là 16.320. Gần như là một cái khu vực thấp nhất của cái giai đoạn uh, Trong cái nhịp gãy lần này Và sau đó Thì uh, cây nến H4 này Nó đã là một cây nến rút râu lên Rút râu với thân nến rất là cao Và nó ngay lập tức rút lên gần đến 16.500 Và tiếp tục sau đó là hai cây nến vào buổi tối và buổi khuya ngày hôm qua Thì nó lên đến khu vực là 16.660 Và chạm với cái đường EMA ở trên H4 này Và nó lại bị đạp xuống Đấy Thì uh, qua cái nhịp đi như thế này Anh em có thể thấy là gần như tất cả những cái lệnh chúng ta để qua đêm theo cái phiên giờ nước ngoài và giờ Việt Nam của chúng ta thì thông thường giờ này anh em chúng ta đi ngủ cả thì nếu mà không có đặt cái uh, bảo vệ cái tài khoản nó cẩn thận thì có lẽ là cái 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 thanh lý nó sẽ xảy ra đối với những anh em nào đi đòn bẩy nó lớn Đấy, giá nó đi những cái cây nến rút râu hai đầu như thế này đây là chính là những cái nhịp mà mình đã cảnh báo cho anh em rất là nhiều vào những cái thời điểm nhạy cảm như thế này đây là những cái thời điểm mà rất là dễ xảy ra những cái việc rút râu tại vì tranh chấp và mình luôn khuyên là anh em hãy bảo vệ cái tài sản quản lý tốt cái rủi ro có lợi nhuận thì chúng ta hãy trên thủ chúng ta chốt và đây chính là cái lý do vì sao mình luôn luôn phải đề cập đến và nhắc nhở anh em cái câu chuyện là chúng ta phải bảo vệ cái tài sản của mình ở đây sau cái pha rút râu của ngày hôm qua thì chúng ta có thể thấy là cái râu nến này nó vẫn đang được hỗ trợ bởi một cái đường trendline nhỏ ở phía dưới nối từ hai cái râu nến gần nhất ở trên khung H4 đây là nó sẽ chạm đến đây và sau đó nó đã hồi phục và bật lên thì ở cái khu vực là gần 16.200 đến 16.000 này nó cũng là một cái khu vực hỗ trợ khá là mạnh và trên cái dữ liệu ngày hôm qua mình đã sâu cho anh em ở cái khu vực um, có nhiều lệnh order book đang tập trung thì là cái khu vực khoảng 16.200 đến 16.300 và ngay lập tức thì giá nó chỉ về đến cái khu vực là gần 16.300 chứ nó không có rớt qua hạn thì nó đã bật lên tức là nó không có khớp hoàn toàn những cái lệnh order buy ở phía dưới này và nó đã bật lên thì hiện tại là sau khi nó chạm cái đường EMA ở trên khung H4 thì giá nó lại đang bị phản ứng và bật xuống thì chúng ta sẽ vào một số các cái khung lớn hơn để chúng ta nhìn lại cái góc nhìn cho nó rộng tại vì hôm nay cũng là ngày cuối cùng để chuẩn bị khép lại cái cây nến tháng đối với nến tháng thì hiện tại là ở đây chúng ta đang có một cái đường trendline màu đỏ này là anh em có thể thấy là cái xu hướng chính của cây nến tháng của chúng ta vẫn là một cái xu hướng giảm giá rất là rõ rệt rất là mạnh mẽ đấy hai cái đỉnh này vẫn thấp hơn đỉnh trước và nó xác định cho một cái xu hướng giảm giá rất là mạnh cái thân nến của tháng 12 này thì nó đang được rút dần sau cái việc là có hình thành một cái râu nến ở khu vực là 18.400 thì đối với cái việc đóng một cái cây nến tháng như thế này thì đây là một cây nến tháng không được đẹp không được đẹp thân nến hẹp và rút râu ở bên trên Tuy nhiên là nó chỉ có một điều là nó vẫn được hỗ trợ là không có vượt qua được cái đáy thấp nhất của cây nến tháng trước đó, tức là tháng 11. Đấy thì và cái đáy nó cao hơn thì gần như là tháng 12 là một cái cây nến thu hẹp lại của cây nến tháng 11. Cho nên là cái việc đóng nến tháng 12 như thế này thì nó vẫn chưa cho chúng ta có được một cái dấu hiệu gọi là hồi phục uh, nào. Nó rõ ràng và nó lạc quan hơn cho Cho cái giai đoạn sắp tới cả Mà nó chỉ là một cái cây nến có khả năng là khẳng định hơn Cho cái xu hướng giảm giá Trong thời gian sắp đến Có lẽ nào thì ở đây là chỉ có là cái việc Giảm giá nó bớt đi cái phần căng thẳng Giống như cái giai đoạn tháng 11 vừa rồi Có lẽ là ở đây nó cũng được uh, Hỗ trợ thêm Một số các cái phần về tin tức nó đã ra Trong tháng 12 thì nó củng cố một phần nào đó Cái việc là tiêu cực hơn so với tháng 11 Thì là một cái tháng dồn nhập rất là nhiều các cái tin tức cộng với những cái phút trên thị trường và kết thúc cái tháng 12 như thế này thì nhắc lại là trong cái xu hướng chính của chúng ta vẫn là một cái xu hướng giảm giá là xu hướng đang chiếm cái ưu thế đối với khung nến ngày khung nến ngày thì ngày hôm qua chúng ta đã có một cái cây nến doji rút lên ở như thế này sau khi chạm cái khu vực ở dưới này và đối với một cái cây nến doji như thế này thì thông thường là chúng ta sẽ thấy được Uh, một cái sự hồi phục quay trở lại lên. Tuy nhiên là để chắc chắn thì chúng ta cần phải có một vài cây nến ngày nữa nó đóng sen trở lên thì lúc đó chúng ta mới cảm thấy là nó sẽ chắc chắn hơn, an toàn hơn. Còn là như ở trước đây là ở cái giai đoạn gần đây là tại vì thị trường của chúng ta thanh khoản rất là thấp, cái lực lượng thanh khoản và cái khối lượng giao dịch nó rất là ít. Cho nên là những cái cây nến rút râu như thế này thì kèm thêm một cái khối lượng nó không phải thực sự quá là tốt thì nó vẫn chưa đủ cái cơ sở để cho chúng ta khẳng định là uh, nó sẽ giúp cho cái giá nó có khả năng hồi phục lên mặc dù hiện tại nó vẫn đang ở xa cái đường EMA ở trên này đi vào cái khung H4 thì quay trở lại ở đây thì sau khi cái nhịp mà test lại cái đường EMA H4 EMA 34 ở đây thì giá nó đã điều chỉnh trở lại ở đây thì hiện tại là cái kế hoạch chúng ta vẫn không có nên chưa nên vào short ở cái điểm này tức là 16.565 thì mình thấy là anh em chúng ta chưa có nên vào short ở đây Tại vì thứ nhất là giá nó đã chạy xong cái việc test ở khu vực trên này Và chúng ta bây giờ chúng ta vào short thì nó cũng không có đẹp cho cái vị thế Một là nếu giá nó đi gãy qua những khu vực dưới này Và sau đó chúng ta tìm những cái điểm uh, Hồi phục Điểm điều chỉnh để chúng ta vào short thì nó sẽ tốt hơn Còn nếu không thì hiện tại Chờ giá nó hồi phục lên thì chúng ta Có khả năng là chúng ta Vào short thì nó sẽ Sẽ đẹp hơn Sẽ đẹp hơn Hiện tại ở đây thì giá nó đã đang quay trở lại test cái khu vực là 16.500. Đây là một cái khu vực mà trước đó là một cái khu vực hỗ trợ của giá. Và hiện tại thì nó đã trở thành một khu vực kháng cự. Và ở dưới này chúng ta vẫn có một cái khu vực biên. Nói chung là ở cái giai đoạn này, ở đây là cái khu vực giá nó đang tranh chấp khá là là căng thẳng giữa phe mua và phe bán. Cái tỷ lệ là 50-50. Và cái lực hiện tại đúng ra là cái xu hướng chính là vẫn là xu hướng giảm giá. Chúng ta vẫn ưu tiên và chúng ta short. Tuy nhiên là để mà short đẹp thì chúng ta cần phải vào những cái vị thế mà khi giá nó test lại hồi phục. Còn lại ở đây nếu chúng ta vào long, chúng ta vào long thì anh em phải hiểu là chúng ta đang đi ngược lại với cái xu hướng chính của thị trường. Cho nên là cái tỷ lệ rủi ro nó rất là cao. Mặc dù ở đây nếu chúng ta thấy thì thì giá nó cũng đã đi về cái phần một số các cái phần hỗ trợ ở bên dưới này thì có khả năng nó sẽ phục hồi. Đấy, cho nên nếu những cái lệnh long mà anh em có lãi thì anh em hãy nên rút lại ngay nó không có để dự lệnh quá là lâu. Còn ở đây thì hiện tại là nó vẫn đang cho một cái xu hướng là xu hướng chính là xu hướng giảm giá. Tại vì cái đỉnh này nó vẫn cao hơn cái đỉnh vừa mới thành lập Cách đây khoảng hai cái nến H4 và cái đáy trước đó thì nó vẫn cao hơn, tức là ở đây nó đang hình thành cái mô hình giảm giá. Đáy sau thấp hơn đáy trước và đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước là nó đang hình thành cái mô hình giảm giá thì có khả năng nó hình thành cái kênh như thế này thì giá nó sẽ về test ở khu vực dưới này nếu nó không có đóng nến ở qua không có đóng nến vượt trên được thì nó sẽ về test ở đây thì ghi về chạm cái này anh em có thể cân nhắc để chúng ta đánh theo cái cái khu vực là biên giảm giá như thế này đấy một cái cái đường một cái kênh giảm giá như thế này nhưng mà hiện tại thì mình nhắc lại là thị trường nó đang trong cái giai đoạn cái ngày cuối tháng nó khá là nhạy cảm Cho nên là nếu mà chúng ta không có thấy cái entry nào thực sự đẹp thì tốt nhất chúng ta có thể là lựa chọn phương án an toàn là ở ngoài thị trường vào những cái thời điểm như thế này. Còn là nếu chúng ta vào, một là chúng ta tìm những cái entry ở phía trên này thật là đẹp để chúng ta vào short khi nó gặp những cái cạn và, hoặc chúng ta long vào những cái khu vực hỗ trợ. Đấy, nhưng mà đi với một cái volume nó thật là an toàn, nó thật là chắc chắn. Những cái vùng giá ở đây hiện tại thì có khả năng là trong cái nhịp ngày cuối tháng này nó sẽ có những tiếp tục những cái cây nến kêu thì nếu mà kêu lên kêu long kêu short thì nó sẽ có khả năng hồi phục lên đến tận khu vực là 16.785. Hồi phục lên đến đây để kêu lệnh short. Cũng là một khu vực EMA và trùng với những cái đường hỗ trợ ở à, cái phiên trước đó. Những cái giai đoạn trước đó thì hiện tại nó sẽ là một cái khu vực kháng cự. Và để mình xem thử cái Fibo nó sẽ rơi vào tầm khoảng bao nhiêu. Đây, chúng ta đo Fibo thấp nhất thì Fibo 618 nó rơi vào khu vực là 16.721. Và ở đây là hôm qua giá nó đã test lại khu vực Fibo 50 là 16.644 và nó đã không có vượt qua được Fibo 50 này, trước mắt là không vượt qua. Và nếu giá nó đi qua được Fibo 50 thì theo mình thấy là nó sẽ có khả năng lên đến khu vực trên này luôn, Fibo 786. Đấy, quen cái vùng này thì anh em hãy lưu ý là 16.786 cho đến là 17 16.830 thì có khả năng giá nó lên đến đây nó sẽ gặp đó xuống. Tuy nhiên là trước đó thì chúng ta cần phải thấy được là giá nó phải đi qua được khu vực Fibo 50 mà trước hiện tại thì giá nó vẫn chưa đi qua được, cho nên trước tiên ở đây thì anh em có thể là đặt lại để xem thử cái entry ở cái khu vực quen là 16.600 này, giá nó lên đến đây nó sẽ phản ứng như thế nào. Chúng ta hãy đặt cái lệnh thông báo khi nào giá lên đến đây thì chúng ta hãy quan sát cái cái phản ứng giá ở đây và chúng ta không có nên đặt sẵn một cái lệnh limit short ở đây nha. Đến cái trường hợp là nó có một cái lực đẩy giá đi lên, đi lên hẳn cao khu vực trên này, mà tốt nhất là khi giá nó lên đến đây thì chúng ta hãy bật chặt ra và chúng ta phân tích tiếp. tiếp thì nó sẽ chính xác hơn. Còn lại nếu ở đây và giá nó đi gãy luôn, nó đi uh, gãy luôn cái nhịp này thì có lẽ là nó sẽ về cái khu vực biên trong cái trend này đấy. Nó sẽ đi về về cái vùng ở dưới này thì anh em hãy quan sát cái cái điểm mà giá nó sẽ đi theo một cái kênh giá lúc này mình đã báo ấy. đấy. Thì giá nó có khả năng là nó đi theo cái kênh giá này đi xuống đây thì anh em hãy cân nhắc cái điểm ở đây. Và đây là cũng gần với cái đường support trước đó thì anh em có thể là đặt ở đây và cái SL của chúng ta ở dưới này. Nếu chúng ta đến counter trend tức là đi ngược lại với cái xu hướng chính của thị trường. Đó là cái plan và cái nhận định về tình hình giá Bitcoin cũng như là cái kế hoạch giao dịch cho anh em trong ngày hôm nay. Đối với cái thị trường oncoin và những cái chỉ số khác, đầu tiên là BTC.D và USDT.D thì hiện tại nó vẫn đang trong một cái pha tăng giá. Vẫn đang trong một cái kênh tăng giá, đặc biệt là đối với USDT.D thì càng ngày cái dòng tiền nó đang được ưu tiên rút ra càng nhiều. Và BTC.D thì gần như nó vẫn đang đi sideways. À, cho nên là như anh em thấy là cái nhịp ngày hôm qua Bitcoin nó giảm và oncoin nó đã giảm rất là mạnh. Oncoin nó giảm rất là nhiều. Hiện tại cái total 2 và total 3 anh em có thể thấy ở đây là cái uh, mức độ giảm của total 2 và total 3 nó giảm rất là nhiều. Thì dành cho những anh em nào chưa biết thì total 3 là cái tổng vốn hóa thị trường mà không bao gồm ETH và Bitcoin Còn cái total 2 là tổng vốn hóa thị trường Mà không bao gồm Bitcoin Tức là đã bao gồm ETH ở trong này Đấy, Thì cái đã bao gồm ETH thì nó rơi vào hiện tại là 437 triệu Còn lại um, vốn hóa của Oncoin không có tính ETH à, 290 tỷ mà thôi Thì đây là một cái vốn hóa nó cũng rất là thấp Tại vì tổng vốn hóa thị trường chúng ta hiện tại nó đang giảm rất là nhiều rồi Giảm về còn có 750 tỷ mà thôi Rất là ít Đấy, cho nên đây là lý do vì sao khi mà Bitcoin ngày hôm qua nó giảm thì gần như tất cả những cái đồng altcoin khác nó giảm không có cái điểm dừng, đặc biệt là những cái đồng altcoin mà không phải là coin top thì gần như là nó giảm không có điểm dừng. Và ngay cả khi mà Bitcoin nó hồi phục, khi khi Bitcoin nó hồi phục thì altcoin nó cũng không có được hồi phục theo luôn. Thì khi mà anh em chúng ta đến trong những cái giai đoạn bây giờ thì hãy nên tập trung giúp mình vào Bitcoin và ETH. Để chúng ta đến thì nó sẽ an toàn hơn khi mà chúng ta đến altcoin đấy Trừ khi là sau khi những cái nhịp hồi phục trở lên Đến đến những cái khu vực uh, uh, kháng cự của Bitcoin Mà lúc đó chúng ta vào lệnh short thì anh em có thể cân nhắc để short theo cái giá của Oncoin Theo cái giá của Bitcoin lúc đó Còn lại nếu chúng ta đến long vào thì cũng rất là rủi ro Cho nên đó là cái điểm mà anh em lưu ý giúp mình Tỷ lệ long và short ở trên thị trường Order book thì hiện tại là gần như nó đang cân bằng lại Và cái vùng giá nó đã giảm dần Tiếp tục nó giảm dần 16.000 đối với khu vực mua và... 17.000 à 17 đến 16.900 đối với khu vực bán và ở bên cặp BTC USD thì 16.000 là nó đang cao hơn cái khu vực mua nó đang chiếm ưu thế hơn Lệnh long nó đang chiếm ưu thế hơn ngày hôm qua tại cái thời điểm mình post bài là 15 giờ 30 trong cái channel farm trading thì lúc này là cái order book của lệnh long nó đang chiếm ưu thế rất là nhiều so với lệnh short thì mình đã cảnh báo anh em nào đang giữ lệnh short thì hãy cẩn thận tại vì cái khối lượng người đặt mua dưới này lên rất là nhiều và ngay lập tức sau đó là anh em đã thấy là tối ngày hôm qua thì giá nó đã hồi phục quay trở lại lên Cho nên là là tại những cái thời điểm đó Đây nó đi lên từ lúc này đi lên đến là 16.600 Thì chắc chắn nếu thời điểm này anh, anh em nào đang còn giữ lệnh short FOMO Thì chúng ta sẽ rất là rủi ro Đó thì mình đã cảnh báo rồi Mọi người nào chưa tham gia vào channel Telegram Anh em có thể tham gia vào để Mình sẽ theo dõi thị trường và có những cái tín hiệu nào ảnh hưởng đến cái việc chúng ta giao dịch thì mình sẽ báo cho anh em ở trên channel hoặc là trong group chat thì mọi người hãy cố gắng follow để theo dõi nhé. Rồi trên đây là toàn bộ cái kế hoạch và cũng như cái tình hình uh, ngày hôm nay mình muốn gửi đến cho tất cả anh em thì uh, nhân đây cũng gửi đến tất cả mọi người đã đồng hành, đã theo dõi farm trading trong cái năm 2022 vừa rồi. Một lời cảm ơn một lời chúc, chúc cho tất cả anh em chúng ta khép lại một năm 2022 thật là tuyệt vời. Những cái điều nào đã đi qua rồi thì chúng ta Uh, coi như là nó đã kết thúc Và chúng ta chuẩn bị cho những cái kế hoạch Những cái uh, plan, những cái triển vọng hơn Cho năm 2023 sắp đến Và hôm nay là ngày kết thúc Thì chúc tất cả anh em có một cái kỳ nghỉ lễ Thật là tuyệt vời Bên gia đình và bên người thân Để chúng ta uh, nạp lại năng lượng Và bắt đầu tiếp tục cho những cái kế hoạch mới Cho năm 2023 Và đồng hành cùng với đó thì qua năm 2023 Farm Trading cũng sẽ phát triển hơn Và chuyển mình hơn Và đưa ra thêm nhiều cái kế hoạch Cũng như là nhiều cái sự kiện những cái nội dung nó chất lượng hơn dành cho tất cả anh em cộng đồng đã ủng hộ Farm Trading trong thời gian vừa qua và sẽ ủng hộ Farm Trading trong thời gian sắp đến. Thì hy vọng là cái thời gian đến thì mọi người sẽ tiếp tục đồng hành cùng với bên mình và bên mình cam kết và sẽ cố gắng nỗ lực để đưa ra nhiều cái giá trị hơn cho anh em cộng đồng. Chúc anh em một cái ngày mới thật là tuyệt vời, thật là năng lượng và cảm ơn tất cả mọi người.